Ngài ban xuống cho trần gian sưởi ấm cho những ai cô đơn tuyệt vọng. Ngài ban sức sống cho những ai đang sống trong tội lỗi vô vọng. Này bạn ơi, hãy mau tiếp nhận tình yêu hài nhi Thiên Chúa bước vào cuộc đời bạn ngay hôm nay. Ngài mang ánh sáng vào đời.